người nha, mình đang ở niệm Phật đường Bửu Sơn ở ấp Tân Phú, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang nha mọi người. Huyện Tân Phú Đông là một cái huyện đảo ở tỉnh Tiền Giang nha mọi người. Nói chung là xung quanh của Tân Phú Đông nó là nước đó mọi người. Nó là một cái hòn đảo ở tỉnh Tiền Giang, nó là một cái huyện đảo duy nhất ở tỉnh Tiền Giang. Lúc trước nó là chung với Gò Công nha mọi người, sau này thì tách ra khoảng vài năm nay thì tách ra thành một cái huyện mới nha, một cái huyện còn khá mới ở tỉnh Tiền Giang. Nó mới tách ra khoảng vài năm nay thôi mọi người. Rồi mình sẽ đi vô bên trong của chùa nha. Niệm Phật đường Bửu Sơn, đọc tên Bửu còn gọi là Bửu Sơn Tự á mọi người. Mình thấy ngôi chùa này có rất là nhiều tượng Phật to màu vàng nha mọi người, màu vàng mà dạng như màu vàng của kim loại á. Đây mình chỉ thấy cái tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát này là bằng đá cẩm thạch thôi. Bên này nè. Và đặc biệt có rất là nhiều tượng Phật màu vàng dạng như vàng kim loại đó. Rất là đẹp mà lớn lắm nha. Đây có cây đu đủ nữa nè. Cái này đá để là Bửu Sơn Tự. Niệm Phật đường Bửu Sơn còn gọi là Bửu Sơn Tự. Đây mình đi vô trong nha mọi người. Đây có tượng Phật Di Lặc. Vừa vô cổng thì mình sẽ thấy tượng Phật Di Lặc và tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đá màu trắng vậy thôi. Nhưng mà đi vô bên trong thì mình sẽ thấy một tượng như tượng Bồ Tát nè. Với một cái tượng kế bên nữa là màu vàng. To lắm mọi người. To mà cao nữa. Và bên trong có nhiều tượng Như Lai nhỏ và Như Lai lớn. Tượng Như Lai nằm và tượng Như Lai ngồi rất là to luôn. Và bên trong mình thấy có nhiều cây kiểng nè. Cây kiểng bông trang nè mọi người. Và chùa phát kinh, mình nghĩ là phát kinh cả ngày luôn mọi người. Chùa để loa tụng kinh á. Chùa để loa tụng kinh ngoài sân nè. Đây là cây bông trang nữa nè. Xung quanh có cây cau rồi cây mai nữa nè. Cây cau nè. Cây mai nữa nè. Bông trang nữa. Đây tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát khá cao và to đẹp. Địa Tạng Vương Bồ Tát bên này. Bên này mới có một cái tượng Phật nữa. Bửu Sơn Tự. Niệm Phật đường. Mình đi vô trong nha mọi người. Xung quanh kế bên chùa thì mình thấy có cái vườn dừa khá là cao á mọi người. Dừa cao cao không à, mà vườn dừa khá lớn luôn. Ôi dừa cao lắm luôn mọi người. Dừa này mỗi lần hái là mình phải bắt thang á, mà dạng như thang phải thang cao á nha, thang dài á nha. Thang ngắn ngắn là leo không nổi nó luôn. Mà vườn dừa lớn lắm mọi người, vườn dừa rất là rộng luôn. Và đặc điểm ở đây cũng là lần đầu tiên mình tới huyện Tân Phú Đông á mọi người. Mọi người đi phà, mới nãy mình đi phà Bình Ninh. Vừa qua phà Bình Ninh, mọi người chạy thẳng khoảng tầm 200m á, là mọi người sẽ thấy có cái bảng là niệm Phật đường Bửu Sơn, tức là Bửu Sơn Tự á. Mọi người sẽ thấy cái bảng là niệm Phật đường Bửu Sơn, rồi mọi người quẹo vô khoảng tầm 5 phút xe máy thôi là mọi người sẽ thấy cái chùa Bửu Sơn Tự này nha.
Nói chung là vừa qua phà Bình Ninh á, mọi người chạy thẳng khoảng tầm 5 phút là sẽ thấy có cái bảng để chùa này liền hả. Nói chung là nó nằm gần phà Bình Ninh. Đi phà Bình Ninh á, thì mình đi người với là xe máy là 5.000, còn nếu mà người không á, thì 2.000 nha mọi người. Còn mọi người đi xe ô tô thì mình cũng không biết giá nữa. Người 2.000, còn người với xe máy là 5.000. Ở đây chùa mới trồng mà nhiều cây cảnh nè mọi người, dạng như mình thấy mấy cái cây này là mới trồng á mọi người. Cây còn nhỏ nhỏ không à. Chắc cũng khoảng vài tháng sau hoặc một năm sau nó mới lớn mới đẹp á mọi người. Bông trang cũng mới trồng nè. Bông trang mới trồng nè. Phía dưới tượng Phật thì chùa có trưng hai chậu bông 10 giờ. Đây. Đây chậu bông 10 giờ dễ thương ha mọi người. Mua cái chậu về cái mình bỏ đất vô xong cái mình cắm mấy cái nhánh hoa 10 giờ vô nè. Mình ngắt mấy cái nhánh hoa 10 giờ nhỏ 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 xong mình cắm vô, cắm vô, cắm vô, cắm vô cái nó xòe bung ra đẹp nè. Hoa 10 giờ cũng rất là dễ trồng và chịu hạn rất là tốt luôn. Đây có một cái bụi trúc nè. Bây giờ là kế vườn dừa cho nên là gió quá chừng gió luôn mọi người. Mình đi quay mà thấy có gió là mình thấy sợ. Thì gió tiếng video nó bị rít 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 khó chịu lắm. Nãy mình quên lấy cái khẩu trang để che cái loa lại để tránh gió rồi. Tại vì mỗi khi có gió như thế này á, mình dùng cái khẩu trang á, mình che cái loa lại, mình bịt cái loa lại thì nó sẽ không có bị rít tiếng gió mọi người. Mọi người sử dụng cách này thì nó hiệu quả lắm. Đây, ở đây có tượng Phật Như Lai ngồi và nhiều tượng Phật xung quanh nè mọi người. Đây có chú Nai. Nè. Chú Nai. Hai bên luôn mọi người, bên phải bên trái của Bửu Sơn Tự là vườn dừa khá to nha. Vườn dừa khá là lớn luôn. Dừa này là dừa trồng lâu năm rồi nha, không phải là dừa mới đây nha. Phía ngoài kia mình cũng có thấy có bình nước. Ở trong này mình cũng thấy bình nước mọi người. Ngoài sân có hai bình nước đó mọi người. Đây, bên trong này là tượng Phật Như Lai nằm. Tượng Phật Như Lai nằm nè mọi người. Và chung quanh đây thì chùa có lắp nhiều đèn lồng màu đỏ rất là đẹp luôn nè. Và trang trí một số lá giả với là hoa giả nè mọi người. Ơi ngược, ngược nắng rồi, ngược sáng rồi. Nè, chùa có trang trí hoa giả nè. Hoa giả với lại cây dạng như cây bằng xi măng á, cây bằng xi măng xong rồi chùa sơn màu nâu lên rồi màu xanh lên. Và có lắp đèn lồng rất là nhiều luôn. Đèn lồng khoảng 7-8 cái luôn á. Mọi người thấy chùa này có rất là nhiều tượng Phật màu vàng khá to.
Mới nãy ở huyện Chợ Gạo mình có quay một cái chùa có nhiều tượng Phật nhất, nhưng mà tượng Phật đó không phải là tượng Phật màu vàng mà tượng Phật nhỏ 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 nha mọi người. Còn đây thì tượng Phật có tượng Phật đá cẩm thạch cũng có, tượng Phật trắng cũng có, nhưng mà đặc điểm ở đây là cái tượng Phật vàng vàng giống vậy nè. Tượng Phật vàng là chủ yếu là tượng Phật là vàng và khá là lớn luôn mọi người coi nè. Đây nè. 2 4 6 8 10. Tượng Phật Như Lai nằm là 11. Bên đây nữa. 11, 12, 11, 13, 15, 17, 18, 19. 19 cái tượng Phật. Đây có đường đi vô nè mọi người. Như cổng nè. Và lu này dùng để tưới cây á. Nè. Xung quanh là vườn dừa cho nên là gió quá chừng gió luôn mọi người, cho nên video có thể có tiếng gió á mọi người, nên có gì có tiếng gió thì mọi người cũng thông cảm nha. Thì vườn dừa ở đây xung quanh cây cối quá chừng luôn, nó có thể bị gió. Quý khách vui lòng để xe nơi đây, mọi người vô chùa thì mọi người để xe ở đây nè nha mọi người. Ngồi đi vô trong nha. Ở bên trong có người ở. Ở bên trong chùa cũng có nhiều đèn lồng đó mọi người. Ở đây chùa trồng nhiều cây kiểng nè mọi người. Mọi người thấy cây cảnh không? Dạ. Có thầy đi ra. Thầy đang ngủ trưa hay gì? Thấy mình nói chuyện cho nên là thấy mình nói chuyện cho nên thầy đi ra. Bên đây cũng có tượng Phật nè. Ở đây vừa lễ lễ Vu Lan xong á, cho nên là mình nghĩ là lễ Vu Lan chùa có đãi tiệc cho khách tới tiếng chùa á, cho nên là có bàn có ghế đây nè mọi người. Thường thường lễ Vu Lan thì thường hay đãi khách ăn chay á mọi người, cho nên có nhiều khách, có nhiều ghế với bàn đây nè. Ở đây thì mình thấy có hai tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát với lại một cái tượng Như Lai. Và ở đây có một vài cây sứ nữa nè. Phước Huệ Song Tu. Ở đây có một cái cổng, dạng như cái cổng, dạng như mình nghĩ là hồi trước nó là cổng sao á, nhưng mà sau này chùa
dạng như xây lại bích luôn mọi người. Lúc trước chỗ này là cái cổng sau nè, và cái phần tường màu vàng cam cam này là mới xây lại bích nè. Còn hồi lúc trước cái phần tường vàng cam cam cũ cũ này là xây lâu rồi, còn cái phần vàng cam cam mới mới này là mới xây này nè. Cái này là cổng sau nè, mọi người thấy cái cổng sau không? Và bây giờ là không còn là cổng sau nữa, và chùa đã xây bích lại rồi, không còn là cổng sau nữa. À, phía này cũng có loa đọc kinh nè mọi người. Mình nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. À, phía trong cũng có nữa, và phía ngoài cũng có nữa. Và ở đây là mình nghĩ là chùa mới vừa xây xong một cái gì đó, bởi vậy mình thấy còn cát quá trời nè. Như xây xong một cái giảng đường hay là xây xong cái gì đó mình cũng không biết nữa, mà mình thấy còn cát xây dựng quá trời nè mọi người. Cát xây dựng quá trời mà nó mọc cỏ lên nè. Nè mọi người thấy có mấy cái cầu đường dẫn đi vô nè. Mình đi vô mình quay mình nói chuyện á, cho nên là thầy nghe, thầy đi ra thầy chào mình xong rồi thầy đi vô tiếp, rồi mình cũng chào thầy xong rồi đi vô. Đây là hoa trang nhưng mà dạng như mới chặt ra nè, mới chặt mấy cái ngọn nè, chặt cho nó nhảy nhánh ra mọi người, nên nó chưa có tốt á. Đây nè, mình đoán đúng nè, đây là cát xây dựng nè, đá nè, vừa mới xây cái gì vậy mình cũng không biết nữa. À, mình hiểu rồi. Xây mấy cái đường này nè mọi người. Xây mấy cái lan can với mấy cái cầu mà dạng như cầu giả. Cầu này nè. Cái này là mới xây xong nè. Tại vì mình thấy cái phần xi măng và cái phần cầu này nó còn mới á. Xây xong thì còn vật liệu xây dựng nè. Còn vật liệu xây dựng với đá. Và một số cây cảnh này thì còn khá là nhỏ nha. Chùa mới trồng đây thôi. Bông trang cũng mới trồng nè. Ông trang cây cảnh thì cũng mới trồng đây thôi. Đây một có một số cây dừa kiển nữa nè mọi người. Dừa kiển rồi bông giấy nữa nè. Và một số cây cảnh là chùa tỉa thành cái hình dạng vậy nè mọi người. Và cái này tỉa thành cái hình ấm trà nè, thấy nó dễ thương không? Tỉa thành hình ấm trà nè. Đó ấm trà thứ nhất, đây là ấm trà thứ hai nè. Mọi người thấy dễ thương không? Đó, hình ấm trà. Và phía đây là có một cái lục bình nè, lục bình nhỏ rồi lục bình to nữa. Đây, lục bình nè. À, cái này là người ta lấy cây sắt á mọi người, người ta uống này hình cái lục bình và làm cho cây cảnh nó ra hình cái lục bình luôn á. Đây nè, lục bình nhỏ nè, đây là lục bình nhỏ nữa nè. Đây một cái lục bình nhỏ thứ hai. Và đây có trồng củ mì nữa nè mọi người. Và đây một cái lục bình to. Lục bình to. Và đây là một cái lục bình to thứ hai nữa. Ở đây có một số cây cau nữa nè. Cây cau cũng mới trồng thôi. Wow, ở đây gió quá chừng luôn mọi người. Đây cũng có 3 cây cầu nữa nè.
chùa trồng cũng khá là nhiều cây kiểng nhưng mà dạng như mới trồng nó chưa có lớn lắm mọi người, cho nên nó chưa có mát lắm. À, thật ra nãy giờ gió mát là nhờ do hai vườn dừa kế bên, đây có một số cây kiểng nữa nè, do hai vườn dừa kế bên bên này nè, vườn dừa bên này dừa toàn là cao cao không à, rồi vườn dừa bên này nữa đây nè. Rồi mọi người nhìn, cùng nhìn lại tổng thể cái ngôi chùa nè. Chùa có rất là nhiều tượng Phật màu vàng và khá to. Tượng Phật, nhiều tượng Phật bên trong nữa mọi người. Rồi mình chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.